Mẹ có quà cho Bo đây, Bo mở ra xem có thích không? Ôi, là tai nghe không dây, thích quá, con cảm ơn mẹ. Mẹ mua tai nghe để Bo học tiếng Anh tốt hơn đấy. Bo cố gắng học tập chăm chỉ con nhé. Vâng ạ. My name is Sarah. 这么多年的兄弟，有谁比我？ Ấy ấy, nhảy nào, tiến lên. Hích hích. Tai ơi, cậu bị làm sao vậy? Sao lại ngồi khóc thế? Tại cậu cả đấy Bo ạ. Dạo này cậu đeo tai nghe suốt làm tớ phải làm việc liên tục. Chả còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Tớ mệt quá rồi, hu hu. Mà chính cậu cũng nhức đầu hoa mắt đúng không? Phù, thì ra là mơ. Công nhận, dạo này mình cứ bị ù tai, nhức đầu thật. Mình phải tìm hiểu cách sử dụng tai nghe hợp lý mới được. Để đôi tai luôn khỏe mạnh, các bạn nhỏ nhớ không sử dụng tai nghe liên tục, không nghe với âm lượng quá lớn và cứ nghe 15 phút thì nghỉ một chút để tai được thư giãn. Cảm ơn Bo nhé. Nhờ cậu sử dụng tai nghe hợp lý mà dạo này tớ đã có thời gian nghỉ ngơi. Tớ thấy mình khỏe hẳn lên. Hi hi. Hi, không có gì. Tớ phải xin lỗi mới đúng vì đã khiến cậu mệt mỏi. Bây giờ tớ đã biết cách bảo vệ đôi tai rồi.